Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video thằng của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Prada Lhomme. Chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2016 với hương đầu của nó là hoa cam, tiêu. Hương giữa là hoa diên vĩ, hổ phách và hoa violet. Hương cuối là hoắc hương và gỗ tuyết tùng. Chia sẻ với các anh em một chút, mình là một fan của dòng nước hoa Prada. Đó. Ở đây mình có Prada Amber Pure Homme, Prada Luna Rossa, Prada Luna Rossa Extreme và Prada Lhomme Intense. Đó. Đấy là mình chỉ chọn những cái chai nước hoa nào mình cảm thấy hay nhất của nhà Prada. Chứ mình không có thói quen là mình mua, nếu như kể cả là những cái chai nước hoa của những cái nhà nước hoa mình thích ấy, thì mình không có thói quen mình mua là full chai nào mình cũng mua. Mình không có thói quen đó. Mà mình chỉ chọn những chai nước hoa nào mình cảm thấy hay nhất của nhà Prada. Mình cảm thấy mùi hương của họ ok thì mình sẽ mua. Nhà sáng chế ra Prada Lhomme đó là có tên là Daniela Andrea. Đây là một nhà nữ sáng chế nước hoa. Và đồng thời chị cũng đã chế tạo những cái chai nước hoa khác, đó là giống như là Prada Luna Rossa này, Prada Amber Pure Homme vân vân. Do đó chủ đạo những cái mùi hương của Prada luôn là mùi hương đậm hương hoa, sang trọng và không đụng hàng. Và có một đặc điểm nữa là do nó được làm bởi nữ, đó, bởi con gái. Cho nên mùi hương của nó, những cái chai nước hoa của nhà Prada ấy, nó không có cái sự gai góc, nó không có cái sự dữ dội, mà nó có một cái gì đó nó khá là mềm mại, đó, nhẹ nhàng, mềm mại, chứ nó không kiểu như ào ào ầm ầm. Đấy là cái đặc điểm khá là rõ. Nếu như các bạn nào đã từng ngửi những chai của nhà nước hoa này. Để nói về mùi hương của chai Lhomme này, có thể nói chai này không phải là dạng một lần đầu ngửi mà có thể thích được ngay. Đó. Bản thân mình khi mà mình ngửi chai nước hoa này ngay lần đầu tiên, mình cũng không quá ấn tượng, bởi vì cái nốt hoa diên vĩ của nó khá là ngang và ngái khi mà ngửi. Đó. Thế nhưng mà sau 4, 5, 6 lần mình xịt và mình dùng, đến bây giờ mình cảm thấy rất là thích cái mùi hương của chai nước hoa này. Khi mà các bạn ngửi mùi hương của Prada Lhomme, có hai cái nốt mùi các bạn có thể cảm nhận rõ nhất, đó là hoa cam Neroli và hoa diên vĩ. Đó. Thì tựu chung lại, nó tạo thành một cái mùi hương trước tiên để nói là sạch sẽ, sang trọng và không đụng hàng. Đó. Khi mà các bạn ngửi mùi hương của chai nước hoa Lhomme này, các bạn sẽ cảm thấy nó khác hẳn hoàn toàn với những cái chai nước hoa nam. Mình khẳng định luôn, nó khác hẳn với những cái chai nước hoa nam mà các bạn thường hay ngửi. Bởi vì đa phần bây giờ các chai nước hoa nam bao giờ cũng thế, một cái gì đó, có thể là có những chai ngọt vừa, thu hút, quyến rũ, đó, sexy. Có những chai nước hoa thì tông trầm, hương gỗ, rất là manly. Nhưng ở chai Prada Lhomme này, nó hoàn toàn là hoa, nốt hoa diên vĩ là chủ đạo. Thế nhưng khi mà các bạn ngửi mùi hương của chai nước hoa này, không một ai có thể nói nó là yếu đuối, mà ở nó vẫn toát lên cái vẻ manly, nam tính, sang trọng. Đặc biệt là cái sự sang trọng của mùi hương này. Đó. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của các chị em khi một người mùi hương của Prada Lhomme. Đây là chai nước hoa dành cho mùa hè. Em có thể ngửi giúp anh và cho anh xin ý kiến là mùi hương này thế nào nhé. Đây em ngửi vào đây. Em thấy mùi hương này thế nào? Ngọt. Nếu mà để, bởi vì cái mùi hương này người ta đánh giá rất là cao, nếu mà để đi làm ấy, thì để đi kiểu dạng văn phòng công sở ấy, thì em thấy thế có đúng không? Mùi thích lắm. Từ 1 đến 10 em sẽ cho chai nước hoa này là bao nhiêu điểm? Chắc là 10.
10 điểm. Rồi anh cảm ơn nhá. Rồi cảm ơn em. À, đây là chai nước hoa dành cho mùa hè. Em có thể đánh giá giúp anh được không? Em thích mùi hương này. Em thích mùi hương này. À, như anh vừa nói là cái chai này nó rất là hợp để dùng cho công sở. Thì em thấy thế nào? Có nghĩa là quần áo sơ mi, quần nâu và với cái mùi hương này thì em thấy có ok không? 1 đến 10 em sẽ cho chai nước hoa này bao nhiêu điểm? Từ 1 đến 10. Số điểm đấy. Từ 1 đến 10 điểm em sẽ cho nó là bao nhiêu điểm? 8 điểm. 8 điểm. Rồi anh cảm ơn em nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Ok. Đây là chai nước hoa dành cho nam. Em có thể nghỉ và cho ý kiến giúp anh là mùi hương này nó thế nào. Nó được dùng cho mùa hè và đánh giá rất là hợp để mà dùng cho công sở. Có nghĩa là đi làm quần áo sơ vin rồi xịt mùi hương này em thấy thế nào? Mùi này giữ được lâu không anh? Cũng tương đối. Không. Có thấy thu hút không? Nếu em mà là con trai thì em sẽ dùng. Từ 1 đến 10 em sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? 9. 9 điểm. Tại vì em mùi thơm thì khá tốt nhưng mà em chỉ cần em còn một còn lại là chế độ. Bấm, ok. Chai hoa này nói chung là được đánh giá khá tốt về độ lưu hương. 9 điểm. Rồi anh cảm ơn nhá. Các bạn có thể thấy phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương của Prado này cực kỳ là ấn tượng. Đó. Nó có một cái sự thu hút rất là mạnh khi mà các chị em được ngửi mùi hương này. Do đó, đây là một trong những cái mình đánh giá rất là cao về đối với cái chai nước hoa này. Về đánh giá cá nhân của mình, chai nước hoa này nó không, thật sự mà nói, nó không dành cho các bạn mới bắt đầu chơi nước hoa. Bởi vì các bạn thích một mùi hương nó nịnh mũi, nó giống như kiểu là theo như những cái các bạn khi các bạn ngửi, các bạn thích một cái mùi hương mà nó giống như các bạn đã định hình ra, nó phải theo cái gu của các bạn. Đó, theo những cái cách nghĩ của các bạn. Và những cái mùi hương các bạn chọn nó đều có một cái xu hướng như thế. Nó giống như kiểu các bạn nó vạch sẵn ra như thế này. Và các bạn muốn chọn một chai nước hoa nó phải theo đúng như những cái gì các bạn nó vạch sẵn ra. Thế nhưng Prada Loam này thì hoàn toàn khác. Mùi hương của nó thật sự là phải cần nó có một thời gian thì các bạn mới có thể hiểu được, cảm nhận được. Đó. Thì đối với bạn nào bắt đầu mới chơi nước hoa, có lẽ là hơi khó cho các bạn. Bởi vì bản thân mình khi mình xịt cho một vài anh em khác thì mình chưa thấy ai thích cái mùi hương của chai nước hoa này. Đó. Nhưng hãy cứ thử, hãy cứ để thời gian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần các bạn xịt, các bạn dùng thì các bạn sẽ thấy cái quan điểm mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ khác. Còn khác đến đâu thì tùy theo gu của mỗi người. Đó. Ngoài còn lại, đây là một chai nước hoa cực kỳ thích hợp với các bạn nào đang theo đuổi cái phong cách sang trọng và manly. Đó. Các bạn thích một cái áo, khoác một chiếc áo sơ mi quần nâu, đi giày và các bạn cần mùi hương để thể hiện bạn là ai thì Prada Loam này là một cái sự lựa chọn tuyệt vời, chuẩn đẹp luôn cho các bạn. Đó. Chai nước hoa này có thể nói là khá là đa dụng. Đi làm là đầu tiên mạnh nhất, là thế mạnh nhất của nó đi làm, sau đó là đi hẹn hò các bạn có thể dùng được, và đi chơi uống nước cà phê các bạn có thể dùng được. Đó. Còn đi chơi mà ví dụ như là một cái chỗ đông người nhiều mùi nặng đòn ấy thì nó không hợp. Đó, bởi vì nó không phải là cái mùi hương để mà áp đảo các mùi hương khác. Với độ bám tỏa mùi thì mình cũng thấy khá là tốt. Độ bám trong theo đánh giá của mình tầm từ 8 đến 12 tiếng, khá là bền bỉ. Và độ tỏa mùi thì nó cũng vẫn giống như các chai nước hoa khác của nhà Prada. Độ tỏa mùi của nó luôn luôn trong một cánh tay và có thể nói là thoang thoảng, không quá mạnh. Đó. Và độ tuổi của chai nước hoa này mình đánh giá là các bạn nào tầm từ khoảng tầm từ 26-27 và tính cách điềm đạm và trầm tính, điềm đạm và đã có cái sự trưởng thành về suy nghĩ rồi thì hẳn nên dùng chai nước hoa này.
Thì trên đây là những cảm nhận của mình về chai nước hoa Prada Loam. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.